Hãy tiếp tục với nhà báo Võ Văn Tạo trên đường dây của chúng tôi. Thưa quý vị khán giả, ở phần thứ nhất chúng ta đã nói chuyện về câu chuyện đồng tâm và nguyên nhân của những cái câu chuyện đồng tâm là từ chính sách đất đai và cũng như hệ thống luật pháp của nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam đang thực hiện trên cái đất nước Việt Nam dưới chế độ độc tài. Và thưa nhà báo Võ Văn Tạo, là trong phần một chúng ta đã phân tích những cái vấn đề về cơ bản về cái nguồn gốc của vấn đề đất đai, vấn đề tranh chấp cũng như tạo ra những cái nỗi oan ức và hàng lớp lớp người dân oan khiếu kiện, cũng như là những người mất đất mất nhà, và cái nguồn gốc của nó chính là cái chủ nghĩa cộng sản, cái chế độ độc tài đã tạo ra như vậy. Nhưng mà tôi muốn nói một chút nữa về cái vấn đề đồng tâm, cái sự kiện đồng tâm là giữa đêm lúc 2-3 giờ sáng mà người ta, lúc sau đó thì báo chí nhà nước được sự tuyết còi của Bộ Công an. Tôi đang nhớ rõ là hôm đó thì Bộ Công an là không cho, là Bộ Truyền thông không cho báo chí tự khai thác tin tức và không cho báo chí đưa tin, mà phải chờ để lấy cổng thông tin của Bộ Công an đưa ra thì lúc đó mới được viết theo. Và chính vì điều đó mà họ dựng nên nhiều cái kịch bản rất là hợm hĩnh. Chẳng hạn đầu tiên đó rằng là bà con đồng tâm là đã ra ngăn chặn người ta xây dựng tường rào. Nhưng khi người ta hỏi rằng tường rào đâu để mà xây lúc 3 giờ sáng, tại sao lại xây lúc 3 giờ sáng, thì lúc bây giờ là cái kế hoạch phương án đó đổ bể, thì bảo rằng là người đồng tâm tấn công bằng lựu đạn rồi là bỏ chạy. Thì người ta hỏi là cụ Ngô Đình Kình, Lê Đình Kình thì đã bị đánh gãy chân, ngồi đi xe lăn bao nhiêu năm, mọi người thì nhìn thấy hình ảnh như thế và bao nhiêu video clip như thế, thì làm sao mà có thể là ra ném lựu đạn được. Thì anh nghĩ gì về cái việc mà như anh đã phân tích ở phần 1 là tại sao họ lại đánh vào cái cụ Ngô Đình Kình, thì đó là một cái nguyên nhân để lấy cái tấm bản đồ để bịt miệng. Nhưng mà trong đó nhiều người vẫn tin rằng là trước đến giờ những cái việc mà sai trái rồi là cướp bóc này khác là chỉ là các cái cơ quan địa phương mà nó tự nó gây ra, nó tạo ra như vậy, cho nên người ta phải lên trung ương để khiếu kiện. Chứ còn ngay cả đến cụ Lê Đình Kình vẫn tin rằng là ông Trọng chống tham nhũng, như theo lời của bà vợ ông Trọng nói á, bà Thành bà nói rằng là ông vẫn tin tưởng ông Trọng chống tham nhũng lắm, cho nên tin tưởng vào đảng cấp trên. Vậy thì nhưng mà sau đó những hành động của nhà quân Cộng sản Việt Nam, chính Nguyễn Phú Trọng đã ngay lập tức tặng huân chương quân chiến công hạng nhất cho những cái người mà bảo là bị chết vì cái việc té giếng ở nhà ông Lê Đình Kình. Vậy anh đánh giá gì cái việc này thế? Vâng, trên mạng thì người ta có nhiều luồng suy nghĩ do tư duy và do thông tin, do kinh nghiệm, do óc phân tích của mỗi người có khác nhau. Nhưng mà đúng là tôi quan sát trên cái mạng của Việt Nam hồi đó, trên các cái mạng xã hội thì nhiều người họ cũng lầm lẫn, họ cho rằng đây là cái việc sai trái bột phát của Hà Nội, của thành phố Hà Nội thôi, của thủ đô Hà Nội thôi, tức là cụ thể là của ông Hoàng Trung Hải là bí thư với lại ông Nguyễn Đức Trung. Trung là chủ tịch, mà chủ yếu là vai trò của ông Trung. Được. Đấy, mình chắc là họ đoán là ông Trung có ăn tiền của bọn Việt theo gì đấy, đại khái như thế, rồi để làm những cái chuyện mờ ám. Thế nhưng mà cái việc đồng tâm thì theo tôi nghĩ nó không chỉ có cái việc đó, cái đấy nó chỉ là một phần nhỏ thôi. Tại vì sao? Ngay từ đầu chúng tôi đã để ý, đã biết rồi, cái đơn vị trung đoàn cảnh sát cơ động đó đã trực thuộc của Bộ Công an, mặc dù nó hoạt động ở địa bàn Hà Nội nhưng nó trực thuộc Bộ Công an, đó là một việc. Cái thứ hai nữa, ba cái người công an chết trong cái đêm rạng sáng ngày 19 đó, trong lúc tấn công nhà cụ Kình với Thôn Hoành đó, thì chỉ một ngày sau lập tức Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, mà với tư cách là Chủ tịch nước, ông ấy ký ngay quyết định tặng thưởng huân chương chiến công hạng nhất cho ba người đó. Thì rõ ràng, và thậm chí cũng trong những ngày này nóng hổi như thế, là ông Nguyễn Xuân Phúc là Thủ tướng Chính phủ đi thăm công an, mà đơn vị công an xong là cũng phát biểu là yêu cầu Bộ Công an là phải phát động công an toàn quốc học tập tấm gương của ba người này. Thì rõ ràng chúng ta thấy đây là một cái bản học sướng đồng ca rất là nhịp nhàng, chứ không phải hành động bột phát loại trọi của cái ông Hà Nội đâu. Tại sao nó lại như thế? Tôi cho rằng cái chuyện mà trung ương, chuyện ông Trọng, chuyện thủ tướng mà dính vào cái vụ này, nó không phải là bản chất của nó là 59 hectare đồng xanh đâu. Mặc dù cái nguyên cớ ban đầu nó là như thế, nhưng bản chất của nó là cái gì? Để các cụ ấy, để cho mấy ông đó mà ủng hộ cái chuyện chiến dịch khốn nạn này, là cái chỗ là cái gì? Là cái sự kiện bột phát mà người dân đồng tâm cực chẳng đã run xéo máy cũng quằn, họ phải nổi dậy, họ giữ bắt giữ 38 chiến sĩ cảnh sát cơ động để họ buộc ông Trung phải về đối thoại với họ, và buộc những người công an
phải bảo đảm tính mạng cho cụ Kình sau khi mà làm cụ bị thương, sau khi đã lừa cụ ra Đồng Xanh, nói dối là ra chỉ mốc giới để mà đo đạc bản đồ vân vân. Thế nên cái hành vi đó làm cho những quan chức của nhà nước Cộng sản Việt Nam là họ rất tức tối, đối với họ đó là không thể chấp nhận được, không thể dung thứ được và không thể quên được. Cho nên cái vụ này tôi cho rằng giả sử như Hà Nội hoặc Bộ Công an tham mưu lên thì mấy ông ấy đồng ý ngay. Và cũng có nhiều người ở trên mạng cứ thấy họ cũng bàn tán công khai, và tôi cho rằng cái suy nghĩ đó là không phải không có logic, mà nói là hai ông công an đang có nguy cơ đứng trước cái lò của cụ Trọng, nó là ông Nguyễn Đức Chung chủ tịch Hà Nội với nhiều vấn đề bê bối liên quan đến công ty kinh doanh điện thoại rồi thì phần mềm Nhật Cường Hà Nội đấy, công ty sân sau của ông Trung đấy, và vợ ông Trung nữa đấy, và công ty sân sau của con ông Trung là nhập các cái hóa chất về để xử lý nước ô nhiễm đấy. Thì cái vụ đó cũng là một cái vụ ồn ào của ông Trung. Nói chung là ông Trung có mấy cái vụ mà báo chí nhà nước đã nói đích danh tận mặt rồi đấy. Công ty phần mềm đấy là một, thứ hai công ty di động là cái vụ mà Nhật Cường đấy, công ty Nhật Cường. Còn cái nhân vật thứ hai là ông Tô Lâm ấy, dân mạng cũng đã bung bét ra rồi. Thế cái lúc mà ông Tô Lâm còn là thứ trưởng thì đã đồng ý, đã ký vào cái văn bản đồng ý để đưa hồ sơ của cái việc AGV ăn cắp ăn cắp của ngân sách đến khoảng 7.000 tỷ trong cái vụ mà dàn xếp rất là tinh vi để cho Mobifone phải mua cái công ty ABG của Phạm Nhật Vũ là em trai Phạm Nhật Phượng, cái đống sắp gì đầu tư chưa đến 2.000 tỷ, và đến lúc đấy đánh giá thì họ nói cao tay lắm được 500 tỷ là cùng thôi, thế nhưng lại đánh giá nó là 9.000 tỷ. Thì cái vụ đó là một vụ lừa đảo để móc ruột ngân sách, thực ra móc tiền dân thuế thôi, và ông Tô Lâm lúc thứ trưởng là đồng ý đưa cái vụ đấy vào trong hồ sơ mật, tức là bịt mọi chuyện điều tra với báo chí có thể ngửi hơi ra cái diện tiêu cực tham nhũng trong chuyện này. Và đồng thời có cái ảnh ông ấy đứng đứng trò chuyện với lại ông bộ trưởng truyền thông là Trương Minh Tuấn, rất là ý nghĩa. Ai nhìn thấy cái ảnh đấy cũng thấy cái phục lăng cái người chụp, rất là nó lột tả rất đúng bản chất, có một cái gì đó cảm thấy là có một cái gì đó nó không được trong sáng trong bức ảnh đó. Cái vị đó có một cái gì đó, thì tôi cho rằng là những cái việc đó nó đã bùng bét lên trên mạng rồi, thì có thể là nguy cơ trên mạng người ta đòi nói là đây cũng là một cách đánh lạc hướng của hai ông tướng công an đấy đối với ông Nguyễn Phú Trọng. Bởi vì đối với ông Trọng không có gì đáng sợ bằng cái chuyện là mất chế độ. Bây giờ hai ông kia ông bơm lên mà ui rồi để dân đồng tâm như thế này rồi các làng khác bắt chước thì còn gì là chế độ nữa, thì chắc chắn là ông Trọng chứ không phải ông Trọng thì cũng đưa tay hai tay thì các cậu làm đi bật đèn xanh ngay. Nên tôi cho là cái diễn biến nó là như thế, thì họ suy luận như thế nó có lý mà. Thưa anh, là cái câu chuyện ở cái Đồng Tâm á, hiện nay á, là một cái câu chuyện mà mặc dù đã trôi qua khá dài nhưng mà nó vẫn tiếp tục nóng đối với người dân, và vẫn là tiếp tục một cái sự bàn luận. Và cho đến hôm nay, những cái sau khi mà những kịch bản đó đã bị người dân chỉ rõ ra, thì lại còn tiếp một cái câu chuyện người ta rất nghi ngờ về cái chuyện là vậy thì có 3 người chết mà người ta bảo là do té giếng người nhà ông Kình, cụ Kình này là do sập giếng trời là vào đó. Nhưng khi lúc bấy giờ thì đưa tin ra rằng là bị sập bẫy trông, rồi bị tưới lửa, rồi là đốt cháy, rồi cái kịch bản như vậy thì có vẻ như là đã không không trụ vững. Và chính vì vậy mà nhận được thông tin hôm nay, tôi nhận được thông tin rằng là công an đã đến nhà của bà Thành, là nhà cụ Lê Đình Kình, để yêu cầu là coi như thay hết các cái, lấy thu hết các cái kính có vết đạn các thứ đấy. Thì cũng biết là những cái hành động đó cũng như là những cái kịch bản của Bộ Công an đã đưa ra về cái chết, về cái việc giết người của Ngô Đình Kình, Lê Đình Kình tại tầng 2 nhà gỗ, và máu me cũng như tất cả mọi chứng cứ đang đầy đủ như thế, thì anh nghĩ sao? Là người ta sẽ nói gì về cái việc tại sao lại có những hành động khốn nạn và hèn hạ như vậy, phải lấy gì để rửa mặt cho họ thôi? Vâng, thì cái dấu vết của cái trận tập kích khốn nạn vào giữa đêm đó tại nhà người dân lương thiện ấy, thì nó vẫn còn tại nhà cụ Kình và một số nhà bên cạnh. Trong thời gian gần đây ấy, rất nhiều người thương xót do gia đình của cụ Kình đã không quản ngại cái chuyện mà an ninh theo dõi khủng bố vân vân, họ đã về tận Đồng Tâm để thăm nom an ủi và giúp đỡ tinh thần cũng như vật chất đối với gia đình cụ Kình và một số gia đình tổn thất nặng trong cái vụ mà công an tấn công vào thôn Hoành. Thế thì mỗi lần họ về thì đương nhiên họ phản ánh, họ có điện thoại thì họ chụp ảnh lại những cái việc làm đó, và không có gì tốt hơn là họ chụp những cái vết tích đấy để chứng minh những cái tội ác đó. Thế thì
rõ ràng phía công an là cái người gây ra chuyện đó, để họ muốn bịt cái chuyện đó đi, cho nên họ sinh ra cái chuyện là mới đây là họ đến nhà của cụ Thành là vợ của Kinh ấy, Dạ. họ yêu cầu là tháo gỡ thay cái đó đấy để họ giấu cái tội ác của họ cái gì đâu. Nhưng mà rất may là gia đình chưa chịu, và tôi nghĩ là họ có làm, dù có họ cưỡng bức để làm chuyện đó thì cũng đã muộn rồi. Biết bao nhiêu hình ảnh của anh em, của những người bà con trong nước ở gần đó và ở trong miền Nam ra cũng có nữa, là họ đã chụp họ đưa lên trên mạng rồi, cho nên cái việc đó nó lại càng lố bịch, không không giấu được đâu. Tôi cho rằng là do cái đầu óc của họ nghĩ họ sai rồi, nên họ làm cái gì nó cũng lung ta lung túng, càng làm càng càng là phản tác dụng. Cũng như là 3 lần mấy ông tướng ở Bộ Công an tuyên bố nói cái diễn biến về cái vụ đồng tâm này là 3 lần khác nhau, khác nhau Dạ. một cách cơ bản luôn đấy. Đúng rồi Đó. anh. Để cả rất rủi ro cho họ là thế này, có những cái họ tưởng họ ép được, nhưng mà người dân đồng tâm đâu có dễ mà bắt nạt. Mà tôi nói ví dụ như là chiều ngày mùng 10, nghĩa là sau khi xảy ra một ngày á, thì an ninh đến nhà cụ Kình rồi nói với gia đình, nói với chị Nhung là con gái của Dạ. cụ Kình, là mời lên ủy ban xã để mà ký cái biên bản mà nhận xác Vâng. cha chết rồi. Đấy. Rồi thì lên trên xã thì đọc cái biên bản thì chị Nhung chị thấy là đây là cái gì, trong đó là phải ghi mấy cái nội dung mà chị không tán thành. Thứ nhất là phải xác nhận rằng cụ Kình chết ở Đồng Xanh, thì Vâng. chị Nhung chị thừa biết bố chị chết tại nhà chứ ở Đồng Xanh nào đâu, Đồng Vâng. Xanh cách nhà 2 cây rưỡi cơ mà lại Vâng. giữa giữa đêm thì cụ Kình đi đâu được ấy, là cụ được què chân nữa à, ngồi xe lăn nữa làm gì. Cho nên là cụ cái chuyện đấy nó vô lý đấy. Thứ Vâng. hai nữa là cái gì, phải sự công nhận rằng là cái đất Đồng Xanh là đất quốc phòng ấy, muốn lấy xác thì phải ký vào trong cái biên bản bản giao là mấy cái nội dung như thế, là Vâng. thay mặt người dân Đồng Tâm là con gái của Kình thừa nhận là đất Đồng Xanh là đất quốc phòng. Thì may, cũng rất may là chị Nhung chị rất là cứng vía, chị trả lời thẳng đằng nào thì bố tôi cũng chết rồi, Vâng. không thể nào tôi ký những cái chuyện nó không có được. Vâng. Thế là chị đi về, đi về thì đang tự lấy cái xác của Kình để mà gây sức ép với gia đình, đang ở cái thế mà họ tưởng là họ thắng. Vâng. Như là chị Nhung đại diện cho gia đình trả lời thẳng như thế, đằng nào bố tôi cũng chết rồi, thì các ông xử lý nào kệ không. Vâng. Đấy. Bây giờ có nghe là các ông thì bố tôi cũng chả sống lại được, mục đích của tôi là bố tôi sống chứ đâu có phải để cái xác về chôn À, à, à. chắc chắn cái xác nó không thể nào để mãi thành mắm được. Đấy, cho nên chị đi về thì cuối cùng phía công an lại phải xuống nước, là đến 10 giờ đêm họ tự kiếm xe thuê xe họ chở xác của Kình về bàn giao cho gia đình. Đấy. Những cái chuyện như thế là lên mạng cả rồi. Rồi mấy một hai hôm sau là cụ Dương Thị Thành vợ của cụ lên trên kênh mà trả lời chứ báo lại dân là khi mà nó bắt cụ, công an nó bắt cụ, xông vào nhà nó bắt cụ, nó vô hiệu hóa, nó xúc nách, nó khóa tay đưa ra ngoài, thì cụ không biết gì nữa. Thế nhưng mà khi nó bắt man đường công an rồi, nó khai thác ấy, nó gọi là lấy công ấy, Vâng. nó ép cụ là phải phải khai là cụ thấy cụ Lê Đình Kình là cầm lựu đạn. Thì cụ cũng trả lời ngay là tôi có thấy gì đâu, tôi có biết lựu đạn là cái gì đâu mà tôi khai như thế, mà nó tát cụ liên tục má nọ sừng má kia, cụ khai hết ở trên TV, trên mạng thì có đầy hết cái hình ảnh đó rồi. Vâng. Thế bản hoi thì đấy là những bằng chứng sống mà công an có muốn xóa cũng chả được đấy. Vâng. Thì Thì những cái bấy chuyện đấy tôi cho rằng à. cái việc mà chạy tội xóa dấu vết của công an là rất là vụng về, rất là dở, càng làm càng phản tác dụng. Vâng. Thì thưa anh là cái câu chuyện mà công an mà đã dựng ra nhiều cái kịch bản để mà nói về cái xảy ra cái việc mà để rửa mặt để mà cố tình chạy tội chứ cái việc mà giết người tại Đồng Tâm, phải nói rằng đây là một cái cuộc khủng bố. Và đây là khủng bố có tính chất là nhà nước, tức là nhà nước đã tổ chức cái cuộc khủng bố này chứ không thể nói một cái cách nào khác. Vậy thì theo anh nhìn thấy cái sự việc này nó nói lên vấn đề của nó là cái chỗ nào, là cái bản chất của cái nhà nước này có phải là một cái như chúng ta đã thường nghe là nhà nước của dân, do dân, vì dân, rồi là này khác. Bởi vì ở đây một bên là mục đích của doanh nghiệp, ta chưa nói những vấn đề trong động cơ chính trị nào đó sâu xa ở đâu. Mà ta nói vấn đề ở chỗ là chỉ vì năm mấy mấy chục, kể cả là trường hợp người ta có ra ngăn chặn cái việc là ngay xây dựng tường rào ở Đồng Xanh đi chăng nữa thì cái việc giết người ở đó không đều không ai chấp nhận được. Bởi vì đây là một cái vụ án kinh tế và nếu có thể được giải quyết vấn đề là chỉ có thể giải quyết tại cái tòa án mà thôi chứ không thể là dùng lực lượng công an. Bởi vì bao nhiêu lần thưa anh là rất nhiều lần những cái vụ án mà dùng công an để cưỡng chế dân, chẳng như cuộc cướp đất của nhà đường Đoàn Văn Vươn ở Hải Phòng thì chính là tay tướng ca là còn bảo rằng là công an chỉ có đi bảo vệ thôi chứ không có nhiệm vụ là cướp đoạt, cũng là cưỡng chế, cũng như không có nhiệm vụ này khác. Và rõ ràng ở đây thì lực lượng cưỡng chế không thấy đâu và chỉ có là lực lượng công an vào phục kích và khủng bố người dân. Thì điều đó nói lên cái bản chất của một cái nhà nước, và
Tôi có nghĩ rằng, tôi nghĩ rằng là đây là một cái câu chuyện mà tự nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam đã lật mặt cái bộ mặt của mình trước quốc dân đồng bào, là về những cái hành động như vậy để mà khẳng định lại cái vị thế của người dân ở đâu, cũng như là họ muốn dằn mặt cái người dân trong cái vấn đề là bảo vệ chính quyền, bảo vệ cái này khác, mà họ đã thổi phồng cái nguy cơ đồng tâm lên. Cái điều thứ hai nữa là anh nghĩ gì? Cái một cái doanh nghiệp quân đội mà đi làm kinh tế như Viettel, tức là một cái doanh nghiệp lẽ ra thì quân đội chỉ lo vấn đề quốc phòng, an ninh quốc phòng, bây giờ vấn đề an ninh quốc phòng thì không lo, vấn đề lo chạy đi làm kinh tế rồi là làm hết cái nọ sang cái kia rồi này khác, sử dụng nguồn lực của quốc phòng, tài nguyên quốc phòng, rồi là hết sân golf thì hết sân bay, rồi lại quay trở lại nhà khách, rồi quay trở lại tất tần tật những cái vấn đề về điện đóm điện thoại. Anh nghĩ gì về cái khi mà một cái doanh nghiệp quân đội lại đi làm kinh tế thôi? Bằng cái việc mà lực lượng vũ trang, công an, bộ đội, đặc biệt là quân đội mà làm kinh tế ấy, nó là quan điểm. Trước đây Trung Quốc cũng có cái đó, nhưng mà tôi biết, tôi như biết rằng là cách đây khoảng hơn 20 năm rồi, Trung Quốc đã có chủ trương nghiêm cấm, không có cho các cái đơn vị của quân đội, của công an đi làm kinh tế nữa. Việc của quân đội, công an là việc luyện tập sẵn sàng chiến đấu và bảo vệ an ninh, bảo vệ chủ quyền của đất nước, chứ không phải đi làm kinh tế. Thế thì tôi cho lấy là cái chủ trương đó của Trung Quốc nó hay hơn của Việt Nam. Việt Nam cũng biết chuyện đó, nhưng mà cứ lấn là, mà trước đây cũng rất nhiều người, ngay bản thân ông Võ Văn Kiệt, ông làm thủ tướng ấy, ông không tán thành, ông nói để ông ra không tán thành cái chuyện là quân đội làm kinh tế, rồi kinh tế đảng vân vân, thì ông đã phát biểu rồi. Nên thế nhưng mà người ta vẫn cứ làm, chẳng hiểu vì sao. Có lẽ là thế này, theo tôi nghĩ là khi quân đội mà đi làm kinh tế thì nó có lợi thế của quân đội. Mấy cái anh mà có chức năng kiểm tra giám sát để tạo sân chơi bình đẳng trước thuế vân vân ấy, không động vào đấy được, thì đúng là lãnh địa riêng. Bây giờ thì họ cứ nói đây là bí mật quốc phòng, mấy ông thuế vụ, ông thanh tra không bị vào đây, bởi vì đây là bí mật an ninh quốc gia. Nên nó làm rất là màu mỡ và tham nhũng, và đã ăn đấy thì đấy không phải mình suy diễn nữa. Nó có một cái hiện tượng là những người đứng đầu như tư lệnh tổng chỉ huy của những đơn vị quân đội làm tế, họ rất giàu, họ dùng cái tiền đó để họ như là mua lon huynh đảo. Và tôi có rất nhiều người bạn hiện nay vẫn là đại tá, là trung tướng trong quân đội đấy, vẫn nhiều lần ngồi tâm sự với họ, họ rất lo ngại chuyện đấy. Họ nói là bây giờ mua lon bán rất nhiều lắm, họ biết đấy, vì anh nào có tiền là đi được, lên tướng lên tiếng các thứ là đều phải tiền hết. Cái tiền thì đừng nó nghĩ cái chuyện là lên lon lên cấp tướng ấy là khó khăn trước khi về hưu. Thì cái hiện tượng đấy nó làm bê bối, làm cho quân đội ấy nó sao nhãn cái lực chính của nó là luyện tập để sẵn sàng một cái thứ mà cuối cùng bị kiếm tiền dựng này neo lên chức bằng tiền để thao nó đạt được lực. Người ta cũng giống tôi phát ở đây, tôi có thể nói luôn, tôi cũng bản thân tôi cũng là một người lính, đã từng đi lính từ năm 1971 đi bộ đội, đi vào miền Nam chiến đấu. Và khi xảy ra sự đoàn Văn Vương ở Hải Phòng, tôi có biết một bài báo mở đầu cho một cái khuynh hướng khác khi bàn về cái vụ cưỡng chế đó. À, trước khi mà tôi lên tiếng trên báo chí thì rất nhiều nhà báo, rất nhiều người báo đã khai thác vào cái khía cạnh Hải Phòng làm cái chuyện đó là đúng hay sai, nếu cần cứ vào luật đất đai. Thế thì có cả ông Đặng Hồng Võ là thứ trưởng Bộ Tài nguyên Môi trường về hưu, trước khi ông là cha đẻ của luật đất đai, ông cũng trả lời là Phong sai. Thế thì tôi ở Nha Trang, đấy, tôi thật là bức xúc cái vụ đó. Mình không thể nào nghĩ nó theo được, người ta đã nói rồi, mà mình cũng không ở gần Hải Phòng. Tôi nghĩ một cái chuyện khác, bởi vì hoàn cảnh của tôi nó khác với cái nhà báo khác. Tôi đã từng đi bộ đội và những năm gian sáng và gian ốc liệt nhất của cuộc chiến ở Việt Nam, ở tại miền Nam Việt Nam luôn. Thế thì trước khi chúng tôi đi vào chiến trường thì chúng tôi là tân binh, phải học công tác chính trị trong lực lượng vũ trang, ngoài việc lăn lê bỏ tà kỹ thuật quân sự ra, chúng tôi phải học cái kia. Thế thì trong quá trình học thì tôi thấy có mấy cái nguyên tắc mà người ta phổ biến dạy cho chúng tôi, những người lính mới tinh, là những nguyên tắc cơ bản của lực lượng vũ trang nhân dân là quân đội nhân dân Việt Nam là cái gì. Quân đội ta từ nhân dân mà ra, vì nhân dân mà chiến đấu. Thế thì tôi thấy cái vụ này rõ ràng là chúng trợ xâm phạm nguyên tắc đó, làm cho lực lượng vũ trang không còn là nhân dân nữa, làm cho cái chế độ này lúc nào cũng rêu rao là của dân do dân vì dân, cũng hoàn toàn bị lộ hết cái bộ mặt thật ra, chả có vì dân bao giờ, chả dân là rác.
Dạ, thưa anh, câu chuyện Đồng Tâm một lần nữa nó tự lật mặt của một cái chế độ ra, một cái chế độ sẵn sàng chĩa súng vào dân, sẵn sàng coi dân là lê thế lực thù địch, sẵn sàng coi của dân là của là cái, những cái mục đích cần phải cướp, và một cái chế độ mà cái khi mà có thể sẵn sàng xả súng đạn vào vào dân như là vào kẻ thù thì chế độ đó không thể gọi là của người dân. Và chính vì cái điều đó mà cái người dân Việt Nam lại có một cái đặt trước một cái thảm họa rất là ghê gớm ở cái chỗ, tức là khi mà một cái chính quyền mà họ đã chính thức trở mặt với nhân dân, không phải bây giờ mà đến cái lúc mà rõ ràng là qua cái hành động của Đồng Tâm là hành động mà rõ ràng là người ta đã lộ mặt một cái tự là cái bộ mặt thật sự của mình. Vậy thì anh có hy vọng gì qua những cái sự kiện Đồng Tâm thì có những cái thay đổi gì không thưa anh? Nó có những cái gì để mà làm cảnh để những cái con người khác, hoặc là những cái nó có một cái tác dụng gì đó đối với những cái nhận thức của những con người mà vẫn coi đảng là tuyệt đối, vẫn đang coi rằng là những cái sai sót thì chỉ gọi là địa phương chứ không phải là từ trung ương. Anh cũng nghĩ rằng là một nhà báo thì có, anh có theo dõi được cái phản ứng của dư luận qua vụ việc vừa qua thế nào thưa anh? Tôi cũng đã từng nói Dạ. lúc nãy là có Dạ. nhiều người thì cứ nghĩ rằng đây là cái hành động một sai lầm của cấp địa phương của Hà Nội thôi, Dạ. người biết được mặt của Hà Nội thôi, nhưng theo tôi thì tôi thấy không phải, bởi Nào. vì rõ ràng là một ngày sau là ông Trọng ký ngay quyết định là thưởng truy tặng huân chương chiến công hạng nhất cho ba cái ông công an mất mất mạng ở Đồng Tâm đấy. Đang. Thế rồi ông Phúc đi thăm đơn vị công an thì phải yêu cầu là bộ công an phát động toàn công an toàn quốc học tập đấy, nên nó thống nhất như một cái dàn đồng ca chứ đâu có phải là một phát sai lầm của Hà Nội đâu. Nào. Đương nhiên với những người có thể có tỉnh táo và thiện chí và có phê phán thì ai cũng dặn là nói đây là một sai lầm vô cùng lớn, vô cùng lớn, thì chính nó sẽ làm mất cái chút còn lại về cái chính danh uy tín của cái nhà nước chế độ này đối với người dân cũng nhiều cũng tư đấy. Thì còn một chút thì bây giờ cái vụ Đồng Tâm là nó xóa hết thì không ai mà phải là làm hại chế độ này, cái nhà nước này bằng những người chủ trương làm cái vụ Đồng Tâm. Dạ. Họ cứ nói là thế lực thù địch thế nào thế kia, nhưng mà tôi nghĩ chán thua mà cái này này, cái vụ này này thì tôi thấy rất nhiều người ở trong cuồng máy của đảng nhà nước họ vô cùng phẫn nộ trong cái vụ này, họ không thể nào họ ngờ được là tại sao có thể ác đến thế, tại sao có thể ngu đến thế, tại sao có thể mà cố đấm ăn xôi như thế, như đà điểu xúc đầu và cắt bạn đã sai thì phải nhận sai, cố tình khỏa lấp bằng tặng huân chương phát động thế nọ đến kia là truy tặng liệt sĩ đó, rất sai. Là theo kinh nghiệm của tôi đã từng sống mấy chục năm với cái chế độ cộng sản, tôi cũng được học hành nhiều về nghiên cứu về chủ nghĩa Mác, về về đảng lịch sử đảng vân vân, mặc dù tôi chả vào đảng đâu nhưng mà tôi hiểu họ khá kỹ đấy. Ngay từ đầu thế kỷ nên ông đã chỉ ra cái bệnh kiêu ngạo sạc rồi, mặc dù ông là một cái nhà khủng bố cũng chết tiếng đấy, nhưng mà ông cũng là cái người thủ lĩnh đảng và ông đã biết là cái đặc biệt cộng sản khi họ nắm quyền họ cũng cái bệnh chất nặng đó là bệnh kiêu ngạo cộng sản, phải là cái đó là nó là phổ biến trong giới cộng sản trên toàn thế giới chứ không chỉ riêng ở Liên Xô vào đầu thế kỷ 20, mà ngay kể cả Việt Nam bây giờ, Trung Quốc bây giờ, Cuba bây giờ, Bắc Triều Tiên bây giờ cũng thế, các nước mà đảng sản theo chủ học thuyết Mác Lênin họ đều có cái bệnh đó cả. Tôi À. tin rằng là không bao giờ kể cả những người thân tín với ông Trọng nhất, thân mật nhất, có khuyên bảo ông thế này thế kia, ông cũng chả bây giờ ông thừa nhận là không cho rằng là ông Trọng ngày nào đó trong tương lai gần đây mà ông thừa nhận là cái việc đó là sai lầm, nó sai lầm không có đâu, họ sẽ không rút nghiệm đâu, họ sẽ khăng khăng là họ đúng và sẽ còn duy trì cái cung cách đó và những vụ việc tương tự trong tương lai. Vâng. À, thưa quý vị khán thính giả, chúng ta vừa nói chuyện với nhà báo Võ Văn Tạo từ Nha Trang, Việt Nam về câu chuyện Đồng Tâm. Câu chuyện vẫn tiếp tục nóng bỏng mặc dù là đã qua rất nhiều sự kiện, qua một cái Tết Nguyên Đán, rồi qua một cái trận dịch cúm của virus từ Vũ Hán và rất nhiều những cái vấn đề khác nóng khác nhau trong xã hội Việt Nam. Nhưng câu chuyện về Đồng Tâm vẫn là một câu chuyện rất là nóng ở Việt Nam và vẫn là một cái câu chuyện mà rất có tính chất quan trọng, và người dân qua đó để thấy cái sự tự lật mặt của Đảng Cộng sản, của nhà nước cầm quyền Cộng sản đối với Việt Nam. Và rất cảm ơn nhà báo Võ Văn Tạo đã tham gia buổi hội luận hôm nay, và một lần nữa xin mời nhà báo Võ Văn Tạo chào quý vị khán thính giả. Vâng, xin cảm ơn quý vị khán giả đã lắng nghe cái chương trình này. Cảm ơn, xin chào nhà báo Nguyễn Hữu Vinh. À, vâng, xin cảm ơn anh và chúc anh bình an.